Mộc Hương Shop xin chào các bác. Ở đây thì tôi có cái mẫu gỗ mun sừng Khánh Hòa các bác. Thì các bác hỏi cái dòng gỗ nào mà cứng này và đeo chất lượng giá tốt nhất thì tôi xin trả lời đó là gỗ mun sừng Khánh Hòa nha các bác. Thì cái loại gỗ mun này thì có chất gỗ của nó rất là bền, siêu bền luôn, phải gọi là cực kỳ là bền. Và cái chất lượng gỗ đeo cực kỳ là tốt nha các bác. Đeo gọi là đeo dã chiến ấy. Và giá thành rất là rẻ thôi. Đó, ví dụ tôi báo giá luôn ở trên này cho các bác nhé. Thì cái vòng này nó đang được cái khuyến mại. Ví dụ như cái vòng 12 ni này và vòng 14 ni này thì giá tiền nó bằng nhau. Đó. Đang giá của nó là 500 thì đang được giảm còn 350 một sợi nhé các bác. 350 một sợi thôi mà các bác được sở hữu một cái vòng gỗ phong thủy chất gỗ cực kỳ cứng bền ngang với lại tiểu diệp tử đàn và sư đỏ nhé các bác. Đeo bóng đẹp theo thời gian, cái chất gỗ của nó quá mê luôn, quá chất lượng các bác. Thực sự là cái gỗ mun sừng này thì khỏi bàn về chất lượng gỗ rồi, gần như là không thấy tôm gỗ đâu cả. Và loại này thì nó chìm nước nhá, chìm nước hoàn toàn 100%. Đó. Sư đỏ có khi còn không chìm nước bằng cái thằng này đâu, không cái mật độ gỗ, cái khối lượng gỗ, trọng lượng gỗ không thể bằng cái thằng này được. Rất là tuyệt vời luôn. Ngang với tiểu diệp tử đàn mà các bác. Ngang với tiểu diệp tử đàn của Ấn Độ. Đó, một thằng thì giá rất là cao nhưng mà cái thằng gỗ mun sừng Khánh Hòa này thì giá của nó vẫn còn đang rất là tốt. Tất nhiên thì dần dần nó sẽ khan hiếm đi thôi. Nhưng mà để mà lựa chọn được những cái phôi mà làm ra những cái vòng đẹp, phôi đẹp thì phải lựa rất là kỹ các bác. Hàng nõi. Đây là những cái size to nhé các bác, size 18 ly nhé. 18 ly thì dành cho anh em nào mà trên 80 cân. Còn bình thường chúng ta chỉ đeo tầm 16 ly đổ về thôi. 16 ly là tầm 70-75 cân đeo đẹp, 80 cân đeo đẹp. 14 ly thì anh em tầm 60 cân, 65 cân nhé, 70 cân nhé. Còn 12 ly thì anh em tầm 55-60 cân. Đó. Các bác nữ thì cũng đeo 12 ly được nhé. Nữ đeo 12 ni cũng đẹp. 12 ni thì đối với tôi thì nó hơi nhỏ một chút. Nhưng mà ví dụ anh em dân văn phòng mà các bác đi làm công chức, viên chức nhà nước, giáo viên, dân văn phòng ấy, thì các bác đeo 12 ni thì nó không quá là nộ nhiễu, không quá là phô trương, không quá là gọi là thô đấy các bác, gọi là thô ấy. Thì các bác đeo 12 ni rất hợp đẹp, 17 viên. Còn anh em nào mà thích đeo to, làm tự do, thích đeo to hay là thích đeo sưu tập, các bác có thể đeo từ 14 ni trở lên nhé. 70 cân thì các bác phải đeo cỡ người 70 cân, phải đeo 14 ni trở lên thì nó mới đẹp được. Đó, nó mới vừa. Có thấy không ạ? Nó mới vừa phải. Còn không thì anh em là thích đeo to hẳn thì đeo 16 ni. 16 ni và tay nhỏ thì đeo 13 hạt, còn tay to đeo 14 hạt nha các bác. Như này là tôi là tay nhỏ, bớt một hạt ra vẫn được này, vẫn ok. Nhưng mà tôi thích đeo thoải mái như này để nó có thể xoay lên xoay xuống được. Đó. 16 ly thì giá của nó cao hơn nhá. 16 ly, 18 ly thì giá nó bằng nhau. Là 600 thì đang được giảm còn 450 nha các bác. Đó. 600 thì đang được giảm còn 450 thôi. Chưa đến 500.000 một cái vòng phong thủy mà đạt được cái chất lượng gỗ tuyệt vời, ngang bằng với tiểu diệp tử đàn. Rất là bền luôn, siêu bền. Với cái giá thành như này thì gần như là ai phổ thông, tất cả các bác đều có thể tiếp cận được nha các bác, đều có thể tiếp cận được. Và các bác mua hai vòng trở lên thì bên tôi sẽ miễn phí ship nhé. Hai vòng trở lên thì bên tôi sẽ miễn phí ship giao tận nơi. Ví dụ các bác lấy một vòng 12 ni, một vòng 14 ni hoặc một vòng 12 ni, một vòng 16 ni sẽ được miễn phí ship nhé các bác. Đó, được kiểm tra hàng rồi mới thanh toán tiền nhé. Riêng ở Mộc Hương Shop Huy Mộc Hương thì các bác yên tâm đi, đặt hàng yên tâm mà nhận hàng được kiểm tra rồi ok mới thanh toán tiền. Mở ra đúng như mẫu cũng mùi sừng đẹp, bóng đẹp, nặng tay, thả chìm nước thoải mái nhé các bác. Các bác thử nước thoải mái nhé, thử nước. Và riêng cái thằng này nó không sợ nước các bác. Riêng thằng mun với lại thằng tiểu diệp tử đàn là cái ưu điểm của nó là không sợ nước đâu, vô tư luôn. Các bác đeo gọi nắng mưa, sấm chớp đùng đùng không sợ.
giao thoải mái luôn, quá ok đúng không ạ? Các bác nào mà VIP ấy, thì chơi tiểu diệp từ đàn, còn không thì chúng ta mới tập đeo hoặc là mới sưu tập mới đeo thì các bác nên đeo những cái loại gỗ gỗ chất lượng này mà giá tốt. Thì có hai thằng, một là thằng gỗ bách xanh chìm nước hàng dễ, hai là thằng môn sừng Khánh Hòa này, nhớ các bác hai loại đấy giá nó gần như là tương đương nhau. Đó, các bác có thể kích vào đường link bên dưới để các bác xem thêm nhé, video xem thêm sản phẩm ở cái website của Mộc Phương Shop. Các bác nhớ đăng ký kênh cũng như là ủng hộ Mộc Phương Shop. Cảm ơn các bác rất là nhiều. Xin chào.